quá trời luôn. Sáng đi gấp với anh lấy con chiếc này thôi đó. Trời ơi. Này mấy cây anh? Nó cũng cỡ 10 cây à. 7 cây chín. Ôi giời. Là hồi sáng là ô anh Kiều tới nè. Kiều tới. Mời tới em ơi. Dạ. Quá rồi. Ôi, quá dữ ha. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Dạ. Quá xả rồi. Mỹ mới vậy nghe. Tao đi chào cả nhà nghe. Mình có Việt Kiều đến Việt Kiều Mỹ xuống đây để mà uống phê. Làm quen với chị Xuyến. Uống gì kêu đi ha. Uống gì anh này, quán này có gì có xương sáo không vậy? Có xương xa anh ơi. Em thấy chân nước ngọt rồi dừa tươi rồi cà phê trà đường gì tùm lum đó. Anh Việt Kiều thì tôi bộ thấy họ căng nhau quý vị. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Ở Long An mà. Mà đi hồi đường xa mà lo sớm giờ cũng lo cho mấy ngàn dịch mới xong. Dạ. Đi dịch ai mới đi ha. Đúng rồi. Dạ. Em nghe anh nói trên mạng đó em cũng thấy thích anh lắm, nên ai mới biết anh đó. Thì anh cũng theo dõi em hoài à, cũng thấy nói chuyện dễ thương. Dạ. Chúng mắm chị Xuyến rồi quý vị ơi, gặp anh chị Kiều này quá, đeo cái lắc hùng bự chà bá lửa luôn kìa má ơi. Thôi ơi. Đổ mồ quá trời luôn à. Sáng đi gấp với anh lấy con chiếc này thôi đó. Trời ơi. Này mấy cây anh? Nó cũng cỡ 10 cây à. 7 cây chín. Ôi ơi. Trời. Là hồi sáng là đi gấp cũng hơi giống như lập chụp đó. Dạ. Cho nên cũng không có gì. Thì thôi giờ gì ha. Dạ. Anh gửi này. Trời mới quen mà thằng vàng luôn trời. Dạ. Ôi ơi, rồi đập đại gia thiệt rồi chị Xuyến ơi. Trời ơi. Trời ơi. Gì khán giả coi ha. Trời ơi, tôi là nam chứ tôi là nữ tôi cũng khoái luôn đó, phải giỡn đâu. Rồi tặng cho tặng cho em đó hả? Tặng cho em Xuyến này là quà gặp mặt thôi nha, chứ còn gặp mặt từ từ thì mình sẽ khác nữa nha. Trời ơi. Trời ơi, sao mà ganh tị dữ trời. Này 5 cây em ơi. Không thằng nhìn hào phóng quá. Quá. Trời ơi. Sao nữa tính sao nữa. Trời ơi. Sao cuộc đời của em gặp anh cái sao có bước dữ hả? Trời ơi. Lên hơn luôn. Xuyến lên hơn luôn quý vị ơi. Chị Xuyến vô tình gặp được anh đại gia ở bên Mỹ. Dạ. Mới về. Làm xúc động quá em luôn quá. Tưởng quá bự rồi. Chị nghe anh nói với em, anh nói tặng cho em món quà mà tương tác gì đó hay chị nói không? Mới quen thì anh chỉ có phần quà nho nhỏ vậy thôi, em cũng có gì thông cảm cho anh nha. Trời ơi, phà gì quá khủng rồi. Mới quen mà anh cho mình này mà anh nói nhỏ, em nói bự chứ nhỏ đâu nhỏ. Được sao anh về anh mua cho chị chiếc SH. Dạ. Đã luôn. Em đâu có thấy nhỏ đâu anh. Em có xe chạy tới chạy lui gì chưa? Đó đó. Chưa. Chưa. Em đang ham chiếc xe Honda để đưa con đi học á. Để rồi anh gắn gắn cái lứa dịch này coi nó im không. Dạ. Anh đi đi được xa quá là hay chưa? Không còn con cũng hơi mệt. Nha. Trời ơi sao em, mà em có ăn gì chưa? Em ăn rồi. Dạ, ngồi đang chờ đợi em đến rồi cũng ngồi quá ăn sáng rồi. Trời ơi sao mà em với anh phù hợp nhau, sở thích em với chờ. Mới vô là phù hợp ha. Dạ. Hợp lắm em. Hợp lắm. Mày nói em nãy giờ anh cùng mình cũng không biết nói gì chứ thấy cái tay chân cũng không biết. Dạ. Xa vợ biết bao nhiêu năm nay rồi. Dạ. Rồi bả đó làm sao mà hai người chia tay? Cha anh nghèo rồi. Dạ. Rồi anh mới phấn đấu anh nuôi từ từ vậy anh nuôi khóc cái gì anh? 10 con vịt. Anh khóc hả? Đừng khóc anh. Đừng khóc anh. Anh làm em tặng em mà y như ý em cũng muốn khóc nữa nè. Ngày ý của em luôn đó. Em nhắc lại ngày xưa anh buồn, hồi đó anh nghèo. Dạ. Nuôi có 10 con vịt từ từ mới gầy lên mấy ngàn mấy năm. Dạ.
Không biết mấy em có coi được thì có hối hận thì hối hận đi nha. Còn kịp. Anh trời ơi, anh khóc luôn kìa quý vị ơi. Xưa chơi nghề không có tiền. Dạ. Còn nghiệp anh đại gia ông trời khóc kìa. Ôi, khóc luôn kìa. Giờ mình thì siết, thì siết. Mình còn làm giàu mà mình không có anh khóc kìa. Hôm qua đem khăn theo, mới đem khăn theo bán mất cho anh. Khóc luôn vậy. Tại ông làm sao mà ngay ghế em mà đó em cũng có mặt Quan Âm gì nè. Thầy là em cho bà về em rồi, cái mặt Quan Âm. Này là của bà ngoại để lại cái gì Phật Quan Âm mà nè. Của thầy mua phải không? Anh mua chứ. Này bằng cẩm thạch đấy anh chứ. Cẩm thiệt phải không anh? Chưa để lại đấy ha. Rồi đúng rồi đó anh ơi. Mà mình thờ mẹ Quan Âm mình đeo gì nè linh thiêng dữ lắm, mình cầu nguyện xin gì cũng được hết trơn á, tại vì mình biết. Nhưng mà cái cọng chuyền là mới, còn cái mặt đó của bà ngoại để lại đó. Của hả? Của hồi môn. Của hồi môn á. Bà ngoại của bà ngoại ha. Ừ, bà ngoại cũng thương lắm á. Vậy hả? Ở đây nào có con dâu là tặng mặt cái chuyền này cho đó. Quá trời. Vậy bà ngoại mình còn không? Bà ngoại cũng mất luôn rồi. Mất hồi nào lâu chứ? 4-5 năm gì. Anh có nằm bao gặp bà không? Năm bao mới gặp, mới kêu đưa cho cái chuyện ở trong chỉ đó. Nhiều khi hổng gà không thấy, mà bữa nay lại thấy không chừng. Thì đang đeo lắm. Em mừng, hơi xúc động, cũng để mình khóc thiệt bây giờ. Chị làm sao mà đặt chỗ bắt mày cho anh qua khỏi đây. Dạ. Bắt dịch hết à. Cũng lạnh, hổng gà cũng lạnh lắm. Anh tên gì? Anh tên Vinh. Vinh theo như hổng gà tôi trên mấy trang mạng là em tên Xuyến phải không? Dạ. Đây, nhìn thấy em trẻ lại càng trẻ hơn. Mới quánh cặp chân mày thấy được không anh Vinh? Được, thấy quá đẹp. Chân mày này là sắc lắm nha. Mà chị mình làm đó. Chị coi chân mày thấy thương em. Chị mua cái cây hút lát xích lỗ tai bị. Chị làm cho em nè, chứ chị làm mà thẳng nét tính tiền là cái này gần 10 triệu đó. Rồi vậy nè, làm giống như chị dạ. Mà làm với giá rẻ rồi phải không? Dạ. Giá chị nói là cái môi là 2 triệu, còn cái chân mày 4 triệu là 6 triệu đó, phải cho em đó. Chứ nếu mà làm người khác là người ta có tiền mà lấy. Chị Xuyến, chị Xuyến, sẵn đề cập tới cái mông luôn. Ờ em ham cái mông, mà nói tại cái mông thì bả không có làm, chứ phải bả làm, nói cho bả làm được quá là cho. Sẵn cho đó, trình bày với anh. Rồi, trình bày với anh Vinh luôn đi. Chứ em nói nghe cái mông của em, một con gái mặn đồ đẹp lắm. Đi đám cưới thôi coi thì thấy sinh nhật còn mặn đồ đẹp lắm, người lên gặp chị em anh em kim ca em bị thằng kinh tỏ đó, cái giờ nó teo có như mình mặn đồ cũng đẹp, mình đi đá đi tiệc mặn đồ mình cũng ngại nữa. Làm cái mông nó phải nhiêu tiền ta? Em không biết nhiêu mà nghe gửi nó nói ngày xưa nó bơm ngày xưa là 8 triệu đó, bây giờ mười mấy năm 20 năm không biết nhiêu. Lại tới nhà đó, nói là ta lại tới nhà là, phải không đó? Là hũ, là hũ đó phải không? Hũ gãy, nó đứt giả đó. Nó nói rồi nó biết chứ mình đâu biết. Có ví dụ như mà cái mông giả gì đó rồi ngồi lên ngồi xuống nó có ảnh hưởng gì không ta? Nó nói bình thường à, mày hỏi có mày sợ, mẹ sợ bị ung thư quá chăm phải không? Ngồi xuống có đau mẹ không ơi, rồi. Bình thường, cái này con làm mười mấy 20 năm rồi đó. Vậy đó hả? Vì cũng im á. Tại anh biết sao không, lúc nó mới về, nó nghe về đó cái nó còn mặn đồ nữ đó, nó làm trang điểm nữ đó, nó đi qua là em nói trời ơi chị sao mà cái đứt chị đẹp chứ, rồi đó kêu nó bằng chị không à, nó đâu kêu gái mà nó ngủ với con mình cũng tưởng đâu chị em không à, chứ đâu có biết là nó lấy con mình đâu. Thế mình nói mà chị đứt sao mà chồng quay đẹp chứ, cái tôi không giấu bà đó, tôi bơm ngày xưa là gần 20 năm 8 triệu đó, là tới nhà ta làm đó. Hỏi nó có đau không? Nó không có đau. Anh đực với anh cởi áo ra ha. Dạ cởi áo đi anh, cho mắt anh. Rồi cởi dùm đi. Trời ơi áo kỵ trời. Trời ơi. Anh này á, cái mua đem này ở bên bên Cali nó mới vậy á nghe. Cái áo kỵ trời. Trời ơi. Quên, hồi nãy đi quên lên lấy cái áo phải không? Quên, gặp qua đang cho vịt ăn nên mấy áo là vịt nó cạp. Vịt nó ghẻ, vịt ghẻ. Trời ơi. Áo mày cũng giống mày cũng đi đồng mày cũng. Cho vịt ăn mà vịt nó ghẻ như mọi người đó ha. Anh về với em chắc em cũng ngay giữ vịt tiếp anh đi đâu để anh. Trời ơi trời trời, cá lắc. Cá lắc nó gần gớt rồi kìa. Ủa, nặng không? Gà thử coi nặng không chị Xuyến. Quá trời nặng luôn rồi. Này đi ra ruộng rồi lỡ dịch nó ghẻ ngay chỗ này, cái này sao? Chiếc này cũng mấy trăm á. Chị hả? 7 cây 9 mà. Anh, hồi đó em mua con dịch về nhà. 7 cây 7.
cái mở cái phò câu ra sao đựng cục vàng mới lớn vậy nè. Cái đó hên nó nhiều khi làm như nó ăn lúa rồi nó vàng ta góp cái trái trâu tròn tròn vậy nó rỉ vô ăn mình mua về cái được cục vàng luôn. Nó nhiều khi nó động thiệt cái đó, em có thiệt em có mua vịt em về trong cái ấy nó được cái cục vàng mới lớn mà nó đốt em ăn nhiều khi mấy cái đá sỏi được vô cái à, mà cái này mà anh đi mà vô mà gặp vịt nó rỉ ăn cái đất mà cái này anh về anh có cái lưu á mấy này dạ, bỏ luôn không nói thiệt anh nghe hiện tại giờ anh dư được mấy trăm cây vàng đâu có dư nhiều đâu có mấy chục ký à tầm giờ kiếm tốn quá ha đâu có dư nhiều đâu mấy chục ký à mình kiếm tốn cố gắng mình làm mình kiếm thêm mình à, làm thì mình còn con của mình để mình lo cho con mình ăn học mình lo cho đầy đủ mới được mới quen thì